Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơ máu gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị thính giả, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với chuyên gia tư vấn hoạch định thuế, tư vấn về tài sản, bất động sản, sáng nhập doanh nghiệp, giám đốc của Advanced Partners, chị Nguyễn Hà. Và nghe chị chia sẻ về cái tầm quan trọng của quỹ hưu bổng trong cái tương lai của chúng ta và liên tục tuần này thì chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Nhuệ Hà làm sao để có thể về hưu một cách là an nhàn có bao nhiêu tiền thì chúng ta có thể về hưu một cách thoải mái với cái số tiền hưu bổng của mình xin được chào chị Nhuệ Hà xin chào Bích Ngọc và xin chào quý vị thính giả của đài SBS à, thưa quý vị chị Nhuệ Hà hiện là một trong 10 thành viên của Victoria Public Practice Community ủy ban đại diện các công ty kế toán thuộc hiệp hội CPA Australia tại Victoria à, và chị cũng là giảng viên tại đại học Monash và có rất là nhiều những cái kinh nghiệm làm việc tư vấn về thuế, về tài sản với các uh, khách hàng người Việt Thưa quý vị, chỉ 30% người Úc á, thì họ có đủ khả năng để nghỉ hưu trước cái độ tuổi mà họ được nhận lương hưu thôi. Và theo một cái nghiên cứu từ công ty dịch vụ tài chính AMP từ chị Nguyễn Hà thì người Úc sống lâu hơn chi nhiều hơn uh, trong những năm về già nhưng mà một cái điều rất là tiếc họ lại thiếu cái kiến thức tài chính khi mà nói về cái việc nghỉ hưu. Và một cái khảo sát chỉ ra là uh, cứ bốn người họ hỏi thì có đến 3 người đã không có tìm kiếm cái lời khuyên tài chính trong khi mà họ trẻ làm sao tôi có thể hoạch định tài chính cho cái tuổi về hưu của mình và ba trong năm người họ rất là tiếc nuối họ nghĩ rằng là ước gì tôi đã tìm đến những cái chuyên gia để được tham vấn và lập kế hoạch sớm hơn cho cái tuổi hưu của mình cho nên ngày hôm nay thì cái món quà dành tặng cho quý thính giả chia sẻ những cái kiến thức tài chính để chúng ta có thể có một ngày hưu nó vững chắc nó ăn nhàn hơn mình học muốn hỏi là út quá chị khi nào thì mình có thể rút cái tiền hưu bổng của mình ra để mình sử dụng à ở úc nó không có cái tuổi về hưu nếu mà mình ở bất cứ quốc gia nào mình đến chứ chẳng hạn ở Việt Nam, chẳng hạn người phụ nữ là tha đa phần được nghỉ ngơi vào năm 55 tuổi đúng không? Yeah. Nam giới 60 tuổi á thì ở Úc là mình không không hề có một cái tuổi nào là mình phải nghỉ hưu cả. Yeah. Cái quan trọng là mình thứ nhất là mình có vẫn còn có cái việc Đi làm hay không và mình có muốn đi làm hay không. Đó. Yeah. Thế cho nên cái đấy nó quyết định rất là lớn trong cái việc có thể là muốn nghỉ hưu từ năm 60 tuổi, có người nghỉ hưu từ năm 55 tuổi, có người nghỉ hưu từ 70 tuổi, chẳng hạn như thế. Nhưng mà cái quan trọng là cái việc mà mình nghỉ hưu mình phải không bị muốn là ràng buộc bởi cái việc là mình buộc không có đủ tiền mà mình Đúng bắt rồi. buộc vẫn phải đi làm. Yeah. Thế cho nên là đấy là cái mà mình phải có những cái hoạch định và chuẩn bị trước để cái có những cái kế hoạch tài chính sớm Đúng để rồi. mình biết rằng là à nếu mà mình xác định là mấy cái tuổi nghỉ hưu của mình, mình chỉ muốn làm đến năm tuổi sau đấy mình lên làm part uh, time rồi là mình đi làm những công việc xã hội chẳng hạn thì liệu mình có thể có tiền để mà đảm bảo là cái những cái ước mong, cái ước vọng đó nó được thực hiện hay không thì đấy là cái rất là quan trọng. Đúng như không? Ừ. Tức là mình có được cái quyền lựa chọn là mình có nghỉ hưu hay không chứ không phải là mình phải ráng mình, mình cày cố mình làm việc để mà mình có được cái tiền để mình chi tiêu cho tuổi già của mình. Mà năm bao nhiêu tuổi thì tôi có thể rút được tiền. đa phần cái tuổi mà mình có thể rút được cái tiền hưu của mình á, mà cái tiền hưu như trong cái lần kỳ trước mà mà tôi có chia sẻ để các uh, quý vị thì là cái tiền hưu nó đến từ cái việc là mình một là mình đi làm và chủ lao động người ta đóng tiền cho mình hay là mình đóng thêm vào á thì cái đến cái tuổi hưu là cái tuổi mà 60 tuổi là mình bắt đầu có thể rút ra rút ra bao nhiêu thì nó sẽ có những cái hạn mức chẳng hạn như là dưới 65 tuổi thì mình chỉ có thể rút được tối đa là 10% quỹ hàng năm nhưng mà trên 65 tuổi thì mình có thể rút bao nhiêu cũng được vậy thì làm sao mà tôi có thể tính toán được khi mà tôi về hưu tức là tôi muốn nghỉ hưu đó vào năm 65 tuổi chẳng hạn thì tôi sẽ có bao nhiêu tiền trong quỹ hưu bổng có cái công cụ nào nó tính toán cho mình không chị? Thực ra là cái công cụ thì có rất là nhiều công cụ và chính phủ Úc à, bên nó họ có cái website nó gọi là Money Smart như là bên Australian Security Investment Commission ASIC các quý vị chỉ cần là Google chữ Money Smart Calculator là họ sẽ có rất nhiều những cái công cụ tài chính để mà nói cho mình rằng là mình cứ đóng hàng năm bao nhiêu với cái tỷ suất lợi nhuận mà đầu tư thì là đến khi mà mình muốn nghỉ hưu chẳng hạn như 60 tuổi chẳng hạn thì mình sẽ có bao nhiêu tiền thì có một cái uh, thống kê mà tôi thấy rất là hữu ích uh, yeah. của cái hiệp hội uh, Superfund của Úc hay là Association of Superannuation Fund of Australia thì họ đã thống kê rằng là uh, yeah. cái thu nhập hàng năm của chúng ta tiền hàng năm của chúng ta sẽ cần bao nhiêu thì để có thể nghỉ hưu được. Họ đã chia ra thành ba cái quy chuẩn ba cái yeah. chuẩn một là mình nghỉ hưu một cách rất là đơn giản thôi nó gọi yeah. là modest yeah. thì modest thì họ tính ra rằng là một couple tức là hai vợ chồng á yeah. thì sẽ chỉ có, có cần khoảng độ dao động khoảng độ 47.000 bảy nghìn đến năm mươi nghìn một năm yeah. à, hai vợ chồng hai vợ chồng năm mươi nghìn và nếu mà mình có một mình mình á một cá nhân mình á thì có rất nhiều những cái chi phí mình không thể share được với người còn lại thì có thể phải sẽ cần nhiều tiền hơn là ba mươi hai nghìn nhưng mà cái mức modest đấy nó thực sự nó là cực kỳ là đơn giản nó có bao gồm accommodation có bao nó gồm có, nhỏ chứ chị accommodation uh, ngọc nhưng mà chẳng hạn như là ví dụ như là mình uh, uh, có thể là chỉ được uh, đi mình ra ngoài hàng mình đi ăn chẳng hạn uh, uh -huh. thì mình chỉ được ăn như kiểu McDonald's thôi uh -huh. hoặc là takeaway thôi chứ mình không thể vào những cái quán ăn mà nó gọi như là quá cao sang cao được cao cấp được yeah. hay là một năm mình uh, có những có thể là mình đi du lịch chẳng hạn nhưng mà chỉ được du lịch trong úc thôi chứ mm -hmm. mình không thể nào mà có đủ tiền để mà mình đi du lịch nước ngoài cái cái modus uh, standard of retirement á, tức là cái mức mà nó rất là giản dị như thế á, thực sự nó nó là cái mức mà rất là tối thiểu mm -hmm. đó thế còn nếu mà mình mà muốn nghỉ ngơi nghỉ hưu một cách và nó thoải mái hơn mm -hmm. thì yeah. họ cũng có một cái quy chuẩn về cái cái, cái thế nào gọi là comfortable Tức là một cách thoải mái đó. Thì họ tính ra rằng là một cái couple ấy thì sẽ phải cần có cái thu nhập mà được hàng năm rơi vào tầm khoảng 72 ngàn. Mà đấy yeah. là cái cái thống kê gần nhất mà họ công bố tháng 3 năm 2024. Yeah. Đó, thì là một couple, hai vợ chồng thì sẽ cần khoảng là 72 ngàn. Và nếu mà mình có một mình mình á thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ là 47-48 ngàn một yeah. năm. Và cái mức comfortable nó là như thế nào thì nó cũng ở cái mức là ví dụ như là mình đi du lịch một năm ở bang khác ừ. chứ không phải là đi ở trong uh, ví dụ như là cái mức đợt sẽ nhiều khi là đi ra đi ra Bendigo hay là Ballarat nghỉ ngơi thôi ừ. chứ còn đây là mình có thể yeah. đi sang bang khác đi Gold Coast uh, một năm một chuyến rồi ừ. là mình uh, 7 năm mới được đi nước ngoài một lần. Mm. Đó, cho nên là cái vì mỗi yeah. một lần để mà đi, đi nước ngoài ấy nhiều khi là nó sẽ rất là tốn kém vì không chỉ là còn tiền vé mà còn tiền ăn tiêu ở nước ngoài nữa, mua sắm nữa. Mm. Thế cho nên là à, cái mức comfortable ấy thì theo mình thấy nó cũng không phải là là cái gì mà nó quá là 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 thoải mái lắm đâu. Đó, mà đã mình đã cần là 72.000. Thế còn nếu mà cái mức mà nó ở gọi trên là cái mức trên trung bình á hay yeah. là cái mức mà nó cũng khá là hơn cái mức comfortable ấy thì nó vô cùng. Mm. Nhưng mà có một cái mức chuẩn yeah. mà họ nói ra cái mức trên trung bình á, là ví dụ như là một cái couple thì có thể có một hai cái chuyến đi travel có thể là một cái chuyến mà đi bằng du thuyền cruise yeah. à, rồi là một cái chuyến thì đi nước ngoài cứ lâu lâu khoảng 10 năm chẳng họ tính ra là 10 năm một lần thì mình bắt đầu sửa sang cái bếp tại vì cái nhà của mình ở lâu thì nó nhiều khi là mình cũng cố gắng bảo trì bảo dưỡng thật đó, nhưng mà nhiều khi nó không nó, không, nó cũng phải hỏng đấy chứ thì ừ. là mình phải có cái tiền để mà mình bảo trì bảo dưỡng cái nhà của mình và thay cái bếp chẳng hạn thì dạ. cái mức đó nó có thể lên đến cái mức là uh, 120 đến 150 rưỡi nghìn cho một couple một năm. Đó ừ. thì nó rất là vô cùng với cái mức là thế nào gọi là đủ. Dạ vâng. rất là cảm ơn chị Nguyễn Hà đưa ra ba cái bức tranh rất là chi tiết để cho chúng ta có thể hình dung là mình đang ở trong cái bức tranh nào và mình muốn sống trong cái bức tranh nào khi mà mình về hưu và cái cuộc sống về hưu có ăn nhàn hay không nó cũng phụ thuộc rất là nhiều yếu tố vào cái nhu cầu của mỗi người nữa đối với một số người thì bức tranh đầu tiên có lẽ là đã đủ rồi nhưng mà với những người khác không tôi muốn hướng tới cái bức tranh thứ ba cơ một cái cuộc sống mà tôi phải đi du lịch nước ngoài hàng năm tôi phải đi du thuyền cruise một cái hình thức du lịch rất là phổ biến với người cao niên ở úc thì một cái câu hỏi nữa nó sẽ liên quan đến việc là làm sao để mà tôi có thể afford, tôi có thể trả được cho ba cái bức tranh đó. Với người Úc với chị, trung bình khi về hưu thì họ sẽ có bao nhiêu tiền hưu bổng? À, người Úc trung bình khi mà tuổi đến tuổi hưu á, thì cái số tiền của người Úc, à, đương nhiên là như Ngọc nói ngay từ lúc đầu tiên là phụ nữ thì đa phần là có ít tiền hưu hơn nam giới. Tại vì phụ nữ sẽ mất nhiều thời gian để mà sinh con, đẻ cái, chăm con. À, nhưng mà đại, trung bình nó chỉ rơi vào tầm 200 đến 100, 300 nghìn. Ừ. một người mà để mà có thể uh, có một cái lifestyle mà ở cái mức comfortable có nghĩa là một couple như tôi nói đó có rơi vào tầm khoảng 70 000 một năm á yeah. thì đến năm 67 tuổi á ừ. thì cái couple đấy phải có khoảng 700.000 ở trong cái quỹ yêu trí có Tức nghĩa là, là cả hai người cả ngại. hai người nhưng mà nếu mà mình chỉ còn một mình mình thôi á thì ừ. tất nhiên là một mình mình thì lại phải cần nhiều tiền không phải là chia đôi 700.000 chia đôi ra mà một mình 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 lại phải cần nhiều hơn vì có rất nhiều chi phí là mình không không chia sẻ được với ai cả à, vì thế cho nên là nếu mà mình chỉ còn một mình mình á thì cái tiền mình phải cần có là khoảng 600.000 khi mà mình 67 tuổi Dạ vâng, à, như vậy là nếu mà muốn hướng đến một cái bức tranh trung bình là bức tranh thứ hai đó là lâu lâu được đi du lịch, à, mỗi năm được đi du lịch à, một cái tiểu bang khác, 7 năm mới đi du lịch à, à, sang nước ngoài một lần á thì phải có 700 ngàn à, yep. đối với hai vợ chồng và là 600 ngàn yeah, đối với, với là một mình. người single à, khi mà chúng ta về già vào cái con số này nó rất là lớn và bến Ngọc nghĩ là không phải người người úc nào khi mà về hưu cũng có được cái số tiền như vậy đâu hoàn toàn là không không phải người úc nào và vì thế cho nên là họ mới thống kê là người úc chỉ có trung bình là từ 200 đến 300 trăm ngàn đó uhm. cho nên rất là nhiều người khi mà đến tuổi hưu rồi muốn nghỉ lắm nhưng mà vẫn phải đi làm vẫn phải có những cái việc là làm part time để là kiếm thêm à, và vì cái tuổi thọ mình càng lâu thì mình lại phải càng cần nhiều tiền để mà mình support cho cái cuộc sống của mình đúng không Ngọc? Yeah. Vậy thì cái điều mà sẽ giúp cho mình có thể tăng được cái số tiền từ 2 300 ngàn đó trung bình của người Úc lên cái mức là 6 700 ngàn để có một cái cuộc sống nó thoải mái hơn khi về hưu. Như cái bức tranh thứ hai mà chị Nhựa Hà muốn chia sẻ nó sẽ rất là phụ thuộc vào những cái chiến lược đầu tư và cả cái quá trình mà mình đóng góp từ lúc mà mình bắt đầu mở cái quỹ hưu bổng cho đến khi mà mình về hưu. Thì Bính Ngọc được biết là rất là nhiều người họ phó thác cho các quỹ hưu bổng có những cái chiến lược gọi là default tức là mặc định à, muốn đầu tư ra sao thì đầu tư tôi không quan tâm đến về già tôi nhận một cục tiền thôi chị Nguyễn hà có khuyến khích họ làm cái điều này không hay là họ nên có những cái chiến lược khác biệt khi mà họ trẻ 30 tuổi và đến khi họ 40 tuổi 50 tuổi thì cái chiến lược đầu tư cho cái quỹ hưu bổng nó phải thay đổi đi à, đương nhiên là mình không thể phó thác được tại vì nếu mà mình phó thác ấy, thì mình sẽ rơi vào cái hai à, 300 trăm ngàn uh, <laughs> đó và đến lúc đó thì mình trời ơi không nghỉ hưu được và vì thế cho nên thực sự là mình phải cái tuổi hưu nó là của mình đấy là trách nhiệm là trách nhiệm của mình vì thế cho nên là mình ngay cả cái quỹ hưu nó cũng là của mình cho nên là mình phải thực sự là mình chăm chăm chút nó mình chăm chút nó bằng cách gì thứ nhất là mình chăm chút nó bằng cái cách là mình có thể tiết kiệm và mình đóng thêm hàng năm như Bích Ngọc nói và cái cái chăm chút thứ hai đấy là mình phải xem là cái tiền của mình nó đang được quản lý ra sao có hiệu quả hay không à, cái hiệu suất đầu tư nó có theo đúng cái kỳ vọng không thì bằng cách rằng như cái cái phần trước mà mình tôi có chia sẻ đấy là mình luôn luôn mình phải kiểm tra xem là cái quỹ à, gọi như là industry super fund cái quỹ super fund của mình họ có đang làm việc nó hiệu quả hay không hay là mình phải cân nhắc chuyển sang cái quỹ khác à, cái tiếp theo nữa rằng là có rất nhiều là người là khi mà cái mình đầu tư ở trong mình mình ủy thác tiền á, ở trong những cái quỹ industry super fund khi mà mình mở tài khoản ấy thì cái default mà như Ngọc nói là bao giờ họ cũng cho mình luôn là mình đầu tư vào một cái hạng mục nó gọi là balance có nghĩa là cái hạng mục an toàn yeah. mà cái hạng mục an toàn đấy là cái hiệu suất về mặt gọi như là lợi nhuận nó chỉ dao động ở cái mức khá là thấp thôi Dạ. tại vì nó an toàn cũng đồng nghĩa với, với cái việc là cái quỹ đấy có thể là người ta cũng chỉ là đi gửi tiết kiệm cho mình dạ, nhá. Vâng. high vâng high, high, high risk high return nhưng mà cái high risk high return ấy, nó chỉ áp dụng nên áp dụng khi mà mình cái tuổi đời thì còn mình còn trẻ thôi chẳng hạn như là khi mà mình trẻ thì nhiều khi là mình có thể đầu tư vào những cái hạng mục mà nó có hiệu suất cao tất nhiên là rủi ro nó cũng có thể cao hơn nhưng mà như cái nền kinh tế bao giờ nó cũng lên rồi nó xuống nó lên nó xuống thì mình còn có rất nhiều thời gian để mà cho phép là cái thị trường lúc mà khi mà nó xuống nó sẽ lên lại. À, nhưng mà đến khi mà mình mà đến tuổi mà mình lớn rồi ý, nhiều khi mình không thể nào mà có mình có thể chịu được cái 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 rủi ro cao nữa thì mình lại có thể chuyển từ những cái hạng mục mà hiệu suất cao và rủi ro cao sang những cái hạng mục mà an toàn hơn ừ. có hiệu suất nó ổn định nó không vừa phải nhưng mà nó an toàn hơn thì cái chiến lược đầu tư nó rất phụ thuộc vào cái à, gọi như là cái giai đoạn nào của cuộc đời của mình ừ, à, để mà mình xem xét và mình sẽ phải thay đổi dựa vào cái độ tuổi của mình nếu mà tôi 30 có thể là tôi sẽ chọn những cái chiến lược gọi là aggressive tức là nó 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 sẽ tập trung vào nhiều cái rủi ro nhưng mà lợi nhuận cao theo thời gian dài. Nhưng mà nếu mà tôi đã ở tuổi 50 hoặc là uh, ngoài 50 gần 60 thì có thể là những cái chiến lược về balance cân bằng nó an toàn nó sẽ hiệu quả với tôi hơn. Hoặc là mình có thể là chọn là một phần cái quỹ của mình á là sẽ đầu tư vào những cái hạng mục mà vẫn còn đang phát triển và và hiệu suất cao và một phần lớn chẳng hạn thì mình sẽ chuyển qua cái quỹ an toàn chứ ừ. không phải là nhất thiết là chuyển hết qua quỹ an toàn hay là chuyển hết qua cái quỹ gọi như là là nhiều rất cao rủi ro cao dạ vâng ừ. à, nếu mà quý thính giả còn nhớ thì trong tuần trước á, thì chị nhuệ hòa và bính ngọc có đề cập đến cái vấn đề là chúng ta sẽ đóng góp thêm để mà tăng thêm cái tiền vào quỹ hưu bổng của mình có lợi về thuế và chúng ta có được một cái số tiền lớn khi mà chúng ta về hưu dựa vào cái lãi kép nữa khi mà chúng ta bỏ tiền vào quỹ hưu bổng nhưng mà có nhiều người họ phản biện là trời ơi tôi bỏ tiền vào quỹ hưu bổng thì nó giam tiền của tôi đến năm ngoài 60 tôi mới có thể vào được cái đó để tôi lấy cái tiền của mình trong khi giờ đây tôi có thể lấy cái tiền đó để tôi tăng cái chất lượng cuộc sống của mình tôi có thể ăn ngon hơn đi du lịch nhiều hơn vân vân vậy thì chị Nhựa Hà có cái chia sẻ gì với những cái tư duy cái mindset như thế này À, thực ra cái gì, ngọc ạ, cái gì nó cũng có giá của nó Đúng không? Cái trong cái tuổi lao động, ấy, mình còn lao động được ấy, Thì mình phải có gọi như là cái ý chí Để mà lao động và tiết kiệm đó. mình tất nhiên là mình vẫn không phải là tiết kiệm hoàn toàn mình vẫn phải có một cái ba lần để có một cái cuộc sống nó cũng tốt để mà mình còn có tái tạo được năng lượng để mà lao động tiếp đúng không? thì hoặc là là cuộc sống nó cũng phải có những cái enjoy nhưng mà mình bao giờ cũng phải cũng có những cái tư duy là mình phải tiết kiệm cái mà 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 tôi học được ý tại vì tôi là giám đốc ở trong một cái môi trường mà có rất nhiều khách hàng là người do thái ừ. à, và yeah. và tôi học được rất nhiều điều từ từ họ ở cái khía cạnh rằng là bao giờ họ cũng nghĩ rằng là có bảy năm tươi đẹp thì cũng sẽ có những cái lúc khó khăn có bảy năm khó khăn không bao giờ mà trong cái cuộc đời mình á mình lúc nào mà mình cũng là gặp những cái lúc mà mình uh, gọi như là có thể kiếm được ra tiền có sức khỏe uh, nhưng mà họ vì thế cho nên họ luôn luôn là phải có những cái sự tiết kiệm để phòng rủi ro và đối với người do thái thì tôi học được một cái cái rằng là họ sẽ chẳng hạn như là họ kiếm được 10 đồng chẳng hạn thì nhiều khi họ tiêu chỉ năm bảy đồng thôi và cái phần còn lại họ sẽ tiết kiệm và cái tiết kiệm đấy là họ chẳng hạn như là tôi tư vấn chẳng hạn là bao giờ là mình cũng sẽ có một cái phần tiết kiệm mình có thể sử dụng chính cái quỹ hưu trí của mình là một cái uh, gọi như một cái vehicle một cái pháp nhân để mà mình dùng cái pháp nhân đấy để mình đi đầu tư đó. Thì cái việc đầu tư đấy nó có bao gồm có là cái việc là mình có thể đóng thêm vào chính cái quỹ mà người khác quản lý cho mình Hoặc là đối với những người mà có những cái hiểu biết về tài chính tốt Thì họ thậm chí còn là có những cái quỹ hưu trí mà họ tự lập ra để mà họ tự quản lý à, Thì đấy cũng là một cái cách để mà à, gọi như là đóng tiền thêm vào và tự đầu tư và tự quản lý Thì ừ. cũng là một cái rất là tốt để mà là đạt được cái mục đích là mình sẽ có một số tiền để mà mình đủ cho cái tuổi hưu của mình Dạ vâng, nãy giờ thì chúng mình nói rất là nhiều về cái việc vẽ ra cái bức tranh về hưu dựa vào cái số tiền hưu bổng mà chúng ta có khi mà chúng ta về già. Vậy thì cái lời khuyên của chị Nhụy Hà trước khi mà chúng ta kết thúc cái tiết mục ngày hôm nay, làm sao để mà à, quý thính giả có thể có được một cái đời sống về hưu an nhàn? Tôi chỉ muốn nói rằng là mình cần phải biết là mình muốn gì. Trong cuộc sống của mình thì mình phải cần biết là khi nào thì mình muốn nghỉ hưu. Và khi mà mình nghỉ hưu, mình phải có cái kỳ vọng là mình hưu ở cái mức như thế nào đúng không thì mình mới biết được rằng là mình sẽ phải và mình có một cái kiến thức về tài chính và về quỹ hưu trí của mình là à mình muốn nghỉ hưu như vậy mình muốn nghỉ hưu trong cái thời điểm đó thì mình sẽ phải cần bao nhiêu tiền để mà mình có một cái mục tiêu để ừ. mà mình thực hiện thì có một cái mục tiêu để mà thực hiện nó rất là quan trọng nó sẽ mình sẽ không cảm thấy rằng là mình phải hy sinh cái việc là mình phải tiết kiệm để mà mình không được tiêu xài bây giờ nếu mà mình nghĩ rằng là mình đang mình không có gì phải hy sinh cả mình đang muốn để đạt được cái mục tiêu của mình mà thì cái đấy là một cái rất là quan trọng trong cái việc mà mình có một cái ý nghĩ tích cực khi mà đối với việc là mình tiết kiệm thêm và cho thêm tiền vào cái quỹ hưu trí để mà phục vụ cho mình cho đến cái tuổi già của mình dạ vâng rất là cảm ơn lời khuyên vừa rồi của chị Nguyễn hà khách mời của cơ báo vào tiền tuần này À, và chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là những lời khuyên mà chúng tôi đưa ra trong cơ máu gạo tiền chỉ mang tính chất tổng quát và nếu như mà quý vị cần tham vấn những cái trường hợp cụ thể cá nhân của mình thì mời quý vị gặp gỡ với các chuyên gia rất là cảm ơn chị nhựa hà ngày hôm nay đã tham gia cơ máu gạo tiền cùng với bích ngọc à. xin chào bích ngọc và lần nữa xin chào quý tính giả của sbs và chúc các quý vị một ngày tốt đẹp quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên apple podcast google podcast spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào